nếu mà xảy ra cái trường hợp mà có khả năng gây nguy hiểm cho mình thì Thịnh có muốn tiếp tục tham gia vụ việc này hay là Thịnh sẽ vì quá nguy hiểm đi, Thịnh sẽ từ chối cái sự việc này? Dạ, em sẽ tiếp tục. Tại vì đối với em á, đạo đức nghề nghiệp là chuyện mình cần phải làm thì bắt buộc em phải đi đến cùng với họ. Mặc dù em không biết khi mà mình khởi án một vụ kiện mình có thắng hay là thua, nhưng mà em sẽ cố gắng hết chính khả năng của mình để em cố gắng giúp đỡ cho họ đi đến cùng, chứ em sẽ không dừng lại. Hà Trinh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với nghề luật sư, một nghề cao quý giúp bảo vệ chân lý và lẽ phải, sự chính trực cũng như giúp cho người dân có thể vượt qua những khó khăn trong các vấn đề về luật. Và tất nhiên với chủ đề ngày hôm nay cũng không hề dễ dàng, tôi vẫn có sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Tony A và đặc biệt là một luật sư mà chúng ta cũng khá là quen thuộc. Xin được giới thiệu anh Nguyễn Trần Khoa và tiến sĩ tâm lý Tony A. Xin chào mọi người. Xin chào tiến sĩ Tony A. Dạ. Tiến sĩ tâm lý Tony A ơi, hôm nay chị có cảm thấy háo hức khi đến với chủ đề nghề luật sư không ạ? À, rất là cảm ơn Hà Trinh. Xin chào Hà Trinh, xin chào anh Khoa và đặc biệt là xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Trinh thân mến, thực ra thì khi mà bàn đến nghề luật sư á, thì là đối với chị nó là một trong những nghề rất là hấp dẫn. Cái hấp dẫn rất là lớn đối với nghề luật sư, đối với riêng chị thôi nha. Và chị nghĩ là nhiều người cũng sẽ được hấp dẫn bởi điều này, đó là cái khả năng mà chúng ta phải có một cái logic rất là chặt chẽ trong những cái diễn đạt của mình. Nhưng mà logic nhưng mà không có được sơ cứng, bởi vì nếu như mà chúng ta logic mà chúng ta lại không có hứng thú, chúng ta lại không có một cái biểu cảm ngôn ngữ tốt trong cái câu chuyện mà chúng ta biểu đạt vấn đề, thì nó lại là một cái việc là làm cho con người ta cảm thấy rất là khó chịu, kiểu như là cái lý là tôi thua nhưng mà cái tình là tôi không có phục á. Cho nên đối với chị thì từ cái hứng thú đó của cái nghề này mà chị có, thì chị lại cũng đồng thời nhận ra đây là một nghề rất là khó. Rõ ràng là nó sẽ có những cái gian nan nhưng mà cũng rất là đầy sự hấp dẫn. Dạ. Cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tony A. Riêng anh Nguyễn Trần Khoa chắc chắn anh cũng rất hãnh diện về nghề của mình phải không? Dạ đúng rồi bạn. Xin kính chào quý vị khán giả. Mến chào chị Tony A. Mến chào bạn MC Hà Trinh. Trước tiên tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả và toàn thể các thành viên tham gia chương trình ngày hôm nay. Tôi rất vinh dự được nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Hy vọng những lời chia sẻ của tôi có thể mang đến cho quý vị khán giả một cách nhìn gần gũi hơn đối với nghề luật sư. Và qua những tình huống thực tế ngày hôm nay thì hy vọng người chơi sẽ có một trải nghiệm thú vị trong chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Cảm ơn những lời giới thiệu rất chân thành từ anh Khoa. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng với luật sư Khoa và đặc biệt là tiến sĩ tâm lý Tony A đi vào những góc cạnh của vấn đề nghề luật sư. Liệu là ngoài đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn thì cái tình và cái lý mà chị Tony A nói sẽ được áp dụng tốt như thế nào dựa trên kinh nghiệm, thời gian làm nghề và đặc biệt là những bài học được rút ra có dễ dàng cho các bạn trẻ chinh phục nghề này hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần đầu tiên được mang tên Góc Nhìn. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Một Giờ Hoán Đổi và đây là chuyên mục Góc Nhìn. Ở Góc Nhìn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nghề luật sư, và ở nghề luật sư thì chắc chắn không chỉ là bảo vệ lẽ phải, chân lý, công lý mà đôi khi tính chất và độ khó của nghề này còn phải nâng lên. Và liệu điều này có phải là một áp lực quá lớn trên vai các tân sinh viên trường luật không ạ? Ngày xưa anh đi học, anh Khoa, anh có nghĩ đến một sứ mệnh lớn lao như vậy không? Về cơ bản, khi mà bước chân vào ngành luật, chúng ta đều có một áp lực rất là lớn, phải học như thế nào. Nhưng mà khi bạn đó có đủ đam mê và đã dấn thân vào thì chắc chắn bạn sẽ phát huy được khả năng của mình. Dạ. Không có một chút xíu gì khó khăn trở ngại cả. Dạ. Lúc nãy em với chị Tony A có nói với nhau là tình rồi lý, có khi á tình thì thuyết phục nhưng mà lý mình không có thì mình không có cãi được. Điều này anh nghĩ rằng là nó có thường xuyên gặp trong nghề của mình không? Trên thực tế, trong quá trình hành nghề thì giữa tình và lý luôn luôn phải tuân thủ theo tất cả các quy định của pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền luôn xử theo những điều mà luật quy định. Có thể trên thực tế những cái mà tranh chấp giữa các bên, giữa cái tình và cái lý, khi chỉ có người trong cuộc mới hiểu được cái tình nó như thế nào. Nhưng mà về cơ bản, lý là phải tuân theo quy định của pháp luật. Một khi đã có một phán quyết của tòa thì phải đảm bảo thực hiện theo đúng phán quyết đó. Dạ.
pháp luật làm chuẩn, và đây cũng chính là quy tắc chung khi chúng ta làm nghề luật sư. Nhưng mà tuy nhiên, bên cạnh sự chuyên nghiệp, cái tâm thấu đáo và những cái lý lẽ lập luận logic hợp lý, chúng ta cần phải có rất nhiều sự trau dồi, đúng không anh? Đúng rồi, chính xác rồi. Có một bạn khán giả cũng muốn đến để mà học hỏi, chia sẻ với chúng ta và hiểu thêm về nghề luật sư. Nhưng trước hết là em xin phép quay trở lại với chị Tô Nhi A. Chị Tô Nhi A ơi, khi mà chị gặp gỡ anh Khoa lần đầu tiên như thế này qua màn ảnh online á, chị có cảm thấy là các luật sư khi mà ở trên tòa đó thì họ rất là cứng rắn, quyết liệt, chặt chẽ, nhưng mà đôi khi á, khi mà mình chạm đến cái tình thật sự á, thì họ rất là hiền hòa, ấm áp không ạ? Rất là cảm ơn cái gọi là cái góc nhìn của Hà Trinh. Thực ra các bạn biết không, trước tiên á, thì chúng ta sẽ luôn có một cái cảm giác là lạnh như băng bởi các luật sư nói riêng và những cái nhân tố làm việc trong một cái bối cảnh pháp đình nói chung. Bởi vì ở đó, giống như là Khoa đã nói, cái câu chuyện về lý nó phải là cái câu chuyện tối thượng. Bởi vì chúng ta đang hành xử dựa trên pháp luật, mà chúng ta lấy một cái hệ quy chiếu chung cho tất cả mọi người, đó là hệ thống pháp luật. Và đã nói đến hệ thống pháp luật thì là quân pháp bất dị thân, đúng không ạ? Và đặc biệt một điều là pháp luật là dùng cho việc gì? Pháp luật thì lại dùng để có thể ổn định xã hội, phát triển xã hội và làm cho trật tự xã hội nó trở nên sáng rõ hơn. Cho nên là trong một vài trường hợp thì lại là đại nghĩa diệt thân nữa. Thì tất cả những cái điều này muốn làm người ta phải dùng từ cứng rắn á, thì nghe có vẻ như là cái nghề luật sư quá sơ cứng. Nhưng mà rõ ràng ở đây chị nghĩ rằng là đó là cái sự tỉnh táo. Tức là một cái đầu phải lạnh, nhưng mà cái đầu lạnh nó phải đi kèm với trái tim nóng. Chị nghĩ là nó chính là cái thông tin mà Hà Trinh đã nhận ra khi mà bạn nói về việc là chúng ta tiếp cận với các luật sư. Có điều là ngay từ trong chia sẻ của Khoa, thưa mọi người, và ngày hôm nay được nhìn bạn ấy, được gặp bạn ấy qua một cái khung hình online thôi, nó cũng làm cho chúng ta thấy rằng là hình ảnh của một người luật sư trước tiên là phải tạo ra được một cái niềm tin về cái sự rõ ràng và minh bạch về thông tin đã, thì tôi mới có niềm tin vào pháp lý được. Đó là điều đầu tiên. Và chị nghĩ nói chung con người thì sẽ có chuyện trọng tình, và chính cái sự trọng tình này nó sẽ làm cho người ta hiểu rằng là để có thể sử dụng một cái lý nào đó trong nghề nghiệp thì bản thân người luật sư cũng phải cân đo đong đếm rất là nhiều, để cái lý đó thực ra cuối cùng rồi á, chúng ta không đem lý ra để trói buộc nhau, mà chúng ta sử dụng cái lý để làm cho cuộc sống của nhau nó chất lượng hơn và mọi sự việc nó đạt đến một cái kết quả tốt nhất. Cho nên nói đi nói lại thì đến thời điểm này, Hà Trinh thân mến, đã đi gần hết cái phần 1 góc nhìn rồi. Chị vẫn thấy cái góc nhìn của chị chưa được thay đổi gì cả. Đó là vẫn là một nghề rất khó. Và chị cũng đang không biết rằng nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, khi mà bạn ấy đến với chương trình đó, thì bạn ấy đã chạm được đến những cái góc nó rất là khó như thế này chưa? Hay bạn ấy vẫn đang được cái hào quang chiếu 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 của cái nghề luật sư? Bởi vì nhìn nó oai, đúng không em? Nhìn nó oai chứ bộ. Dạ, đúng rồi chị. Trên thực tế á, đối với tất cả các luật sư á, thực sự vẻ bề ngoài của họ rất là lạnh, nhưng mà trong cuộc sống của họ rất là nhẹ nhàng và mềm mại. Họ hiểu được những cái vấn đề mà họ cần phải làm sao cho nó đúng. Còn khi mà bước lên phiên tòa thì tất cả những gì mà thể hiện đều là cái sự công bằng và theo quy định của pháp luật. Dạ. Vậy là ở ngoài lạnh mãi trong ấm áp, đúng không anh? Đó, thì không biết là bạn Phan Thịnh có suy nghĩ gì về nghề luật sư? Dạ, xin phép chương trình kết nối máy cùng nhân vật chính của ngày hôm nay là bạn Phan Thịnh ạ. Xin chào Phan Thịnh. Dạ, em xin chào chị Lưu Hà Trinh, chị Tô Nhi A và luật sư cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Dạ, em tên là Thịnh Phan, hiện tại thì em đang làm và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn nói về vấn đề nghề luật sư thì đó là mơ ước của em, nhưng hiện tại thì em không thể thực hiện được, bởi vì do hoàn cảnh gia đình của nhà em không thể thực hiện được á. Cho nên thông qua chương trình Một Giờ Hoán Đổi, em muốn được thực hiện ước mơ của mình. Tại vì em thấy á, trong phim hay là những tài liệu nói về luật sư á, thì em thấy luật sư rất là ngầu, rất là đanh thép, mà nói ra câu nào là phải chắc câu đó. Và với khả năng em cho rằng em có thể hoạt ngôn được, và với lại cái sở thích mạo hiểm của em khi mà tìm các nhân chứng, vật chứng, thì em nghĩ là ước mơ của em sắp tới sẽ thành hiện thực. Dạ. Chưa gì thì chúng ta thấy là bạn khán giả ngày hôm nay, là bạn Thịnh á, đã rất là hào hứng với chủ đề, mặc dù nha, có thể bước ra khỏi chương trình bạn vẫn không thể quay lại trường luật để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, nhưng mà bạn chỉ muốn một lần trong đời có thể rẽ ngang và có thể quay trở lại với ước mơ và tiềm thức của mình một lần, sống với những cái suy nghĩ thật sự về nghề luật sư và đóng vai một luật sư chân chính.
trong những cái thử thách của chương trình từ dễ đến khó. Chị Tô Nha ơi, chị nghĩ sao ạ? Qua cái chia sẻ của Thịnh, trước tiên là chị có niềm tin sơ sơ khả năng hoạt ngôn của Thịnh. Và thực ra nha, nói một tí lát nữa, bạn Khoa sẽ là cái người cho chúng ta thấy những cái góc nhìn nó thực sự sáng rõ. Chị đang bắt gặp một cái hình ảnh rất là quen của những lần mà chị đi tư vấn hướng nghiệp tại các trường phổ thông ở Trinh. Đó là khi mà các bạn nghĩ về nghề luật sư là các bạn sẽ nghĩ đó, rồi một cái vali đen nha, và bắt đầu nói những cái tiếng nói đanh thép mà ai mà sợ sợ là xỉu luôn. Nhưng mà chị nghĩ là Thịnh chắc cũng phải có những cái nghiên cứu nhất định rồi, bởi vì trong cái chia sẻ của em thì chị cảm nhận được cái gọi là một cái lửa nó không bùng bùng nhưng mà gọi là nó cháy rất là bền trong cái mong ước về nghề nghiệp của em. Dạ, quả thật là luật sư có quyền hoạt động đại diện ngoài tố tụng, nhưng mà theo những gì bạn Thịnh chia sẻ, Trinh có cảm giác là bạn đang mô tả luật sư giống như thám tử vậy đó, hay là cảnh sát điều tra nhiều hơn là cả luật sư nữa. Vậy thật sự thì ngành luật sư có đa năng như vậy không? Có thể làm được đa nhiệm và bắt buộc phải cần nhiều kỹ năng như thế không? Có thể ngày hôm nay chúng ta sẽ không có một pháp đình như là chị Tô Nha diễn tả, hay là một phiên tòa thực thụ. Nhưng điều quan trọng là qua màn hình online này, những tình huống nho nhỏ, những khúc mắc mà luật sư Khoa chia sẻ cho Thịnh, tư vấn cho Thịnh, sẽ giúp bạn cởi mở được những nút thắt trong lòng mình. Được không Thịnh? Dạ. Và Phan Thịnh đã sẵn sàng ngay bây giờ. Hà Trinh xin mời luật sư Khoa và chị Tô Nha sẽ cùng bước đến thử thách 1 giờ hoán đổi. Nhưng trước hết, xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng nghỉ giây lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình 1 giờ hoán đổi. Đây là thử thách 1 giờ hoán đổi dành riêng cho Phan Thịnh, một bạn trẻ rất mong muốn trở thành một luật sư trong một thử thách nhỏ nhỏ của chương trình mà thôi. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không bài trí một pháp đình ở đây để bạn thử sức, và bạn sẽ không chịu áp lực từ những diễn viên đang cố gắng làm sao nhãn mục tiêu của mình, và cũng không phải học thuộc lòng một bộ luật quá dài. Bạn chỉ cần thử xử lý bằng tư duy của chính mình trong những trường hợp rất đơn giản và đi đến phức tạp như thế nào. Từ luật sư ngày hôm nay là anh Khoa. Dạ, em xin mời anh Nguyễn Trần Khoa sẽ kết nối với bạn Thịnh và đưa cho bạn một số những kinh nghiệm của mình, cũng như là mình phỏng vấn bạn hoặc là đặt ra những cái tình huống mà anh đã từng trải qua để bạn thử thách ạ. Xin chào bạn Thịnh. Dạ, anh chào luật sư ạ. Bây giờ trong tình huống hôm nay tôi sẽ xin phép được đưa ra những tình huống liên quan đến nghề luật sư, bao gồm quy tắc đạo đức ứng xử hành nghề của luật sư. Và đây là bộ quy tắc ứng xử là kim chỉ nam của luật sư. Bạn muốn làm một luật sư thật sự thì bạn cần phải hiểu và nắm những điều cơ bản và phải thực hiện theo đúng những bộ quy tắc này. Sau đây tôi xin phép được chia sẻ và đặt ra cho bạn một vài tình huống liên quan đến bộ quy tắc này. Bạn sẵn sàng chưa ạ? Dạ, em đã sẵn sàng rồi ạ. Rồi, tình huống thứ nhất liên quan đến cái quyền của từ chối công việc của mình. Cụ thể như sau, bạn đang đặt bạn là một luật sư ha. Trong lần đầu tiên bạn đang tư vấn cho khách hàng thì khách hàng luôn cho rằng là mình đúng, trong khi bạn có đủ cơ sở để nhận định những cái sự việc của khách hàng này là sai, thì bạn sẽ xử lý sự việc này như thế nào? Dạ, đối với bản thân của em á, thì khi mà em thụ lý một khách hàng mà họ đang có những cái vấn đề sai, thì em sẽ cố gắng giải thích những cái vấn đề sai đó để cho khách hàng hiểu là điều đầu tiên. Trên thực tế á, thì khi mà chúng ta bị rơi vào hoàn cảnh này, có nghĩa là người khách hàng này đang trong một tâm trạng và đang phải đối diện với một cái vấn đề pháp lý rất là khó, và họ đang trong một tâm trạng rất là mong muốn phải giải quyết theo ý của họ, nên họ không nghe theo những căn cứ pháp lý mà luật sư đã đưa ra. Thì trong trường hợp này thì về vai trò của người luật sư, thì như bạn Thịnh đã nói, chúng ta cần phải giải thích nhiều lần cho khách hàng hiểu. Và trong trường hợp mà khách hàng không muốn hiểu hoặc là vẫn giữ cái quan điểm đó, thì chúng ta được quyền từ chối thực hiện công việc này. Đây là một trường hợp thực tế mà tôi đã trải qua. Và sau khi mà tôi thực hiện việc từ chối chia sẻ tiếp đối với khách hàng này, thì vị khách hàng này đã rất là nóng và ra về. Sau tình huống đó thì tôi rất là bối rối, cảm giác rất có lỗi với khách hàng. Tại vì họ đến với chúng ta là họ đang cần chúng ta tư vấn, họ đang cần chúng ta đưa ra những cái định hướng để họ giải quyết vấn đề của họ. Nhưng mà chúng ta lại theo quy định pháp luật mà chúng ta chưa nghe hết được những lời trình bày của họ. Nên cái kinh nghiệm
đầu tiên mà khi mà tôi tham gia vào nghề luật sư, được chính thức hành nghề luật sư, đó là kinh nghiệm lắng nghe tất cả những nỗi lòng của khách hàng. Khi mà mình nghe khách hàng của mình trình bày thì mình đã hiểu được, đối với tình huống này, đối với quy định của pháp luật thì khách hàng mình sai. Nhưng trên thực tế còn rất là nhiều tình tiết mà mình chưa được nghe, hoặc là mình vội quá, mình chưa nghe khách hàng mình nói. Nhưng mà có những tình tiết đó lại là rất quan trọng để dẫn đến cái sự việc là khách hàng mình chưa hẳn là sai, mà mình sẽ có một cái phương án, một cái định hướng, một cái bước đi cho khách hàng mình có thể là chưa đúng quy định pháp luật nhưng mà nó làm hợp lý nhất. Dạ. Thịnh ơi, em có kết luận gì về việc này không? Cái câu đầu tiên em đã rút được kinh nghiệm gì chưa? Dạ, em đã rút được kinh nghiệm rất nhiều. Tại vì khi em nghe câu đầu tiên á, đối với cách em nói và em hiểu á, thì nó chỉ là một phần nhỏ. Khi mà nghe luật sư giải bày ra, nó là một kiến thức mà gọi là phải có học, phải học, phải hiểu mới biết được à. Phải trải qua kinh nghiệm và phải trải qua một sự việc thực tế, và mình đã đi trong sự việc đó, mình mới cảm giác được là mình cần có kinh nghiệm trong cái trường hợp đó. Và rất may mắn là sau khi cái vị khách hàng đó bỏ đi, và khoảng mấy ngày sau thì vị khách hàng đó lại tiếp tục gọi điện đến văn phòng và tiếp tục nhờ tư vấn và nhờ xử lý tiếp cái vụ việc đó. Có nghĩa là cái cách mình chia sẻ ngay thời điểm đó, vì một tâm trạng nào đó họ bỏ ngoài tai, họ không tiếp nhận điều đó, nhưng mà sau khi họ về và họ sẽ suy nghĩ lại, những vấn đề này luật sư đang nói nó phù hợp, nó hợp lý, mình đúng rồi, mình sai rồi, thì họ sẽ bình tâm hơn, thì họ sẽ có cách nhìn nhận khác và họ sẽ tin tưởng và tiếp tục để liên hệ với mình. Vậy là tính ra là sự thấu hiểu, quan tâm, đồng cảm, kết nối, và đến cuối cùng lại là giải pháp chứ không phải là kết luận. Wow, chị mới đầu tiên mà em thấy gần giống với nghề tâm lý á chị Tô Nha. Đúng rồi chị, có một chút xíu về tâm lý á chị. Chị nghĩ là nghề tâm lý là một phần rất là quan trọng để chúng ta có thể giải quyết tốt cái câu chuyện về việc là hành nghề luật sư. Mới có một cái tình huống rất là nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ cho chúng ta thấy một cái độ chênh rất là lớn giữa cái chúng ta nghĩ rằng chúng ta là luật sư và chúng ta phân định một chuyện đúng sai, với một cái trải nghiệm thực tế và một cái yêu cầu thực tế về nghề nghiệp. Đó là gì? Đó là bạn phải hiểu về cái chức năng của một người luật sư đã. Như vậy thì có thể là thân chủ của chúng ta sai, nhưng mà bạn sẽ phải thấu rõ tâm lý của khách hàng để bạn nhận ra cái sai đó là cái sai mà họ chưa hiểu về luật, hay là họ đang cố tình đòi một cái quyền lợi rất sai, mặc dù họ hiểu luật, họ vẫn muốn được uốn nắn cái câu chuyện này theo cái mong cầu của họ. Thì bản thân luật sư phải thực hiện luôn cái chức năng giáo dục nữa, bởi vì bạn phải đi phổ cập kiến thức cho mọi người mà. Và có một cái điểm rất là quan trọng ở cái tình huống này mà chị cảm thấy khá là thú vị, đó là thực tế thì điểm dừng cuối cùng là chúng ta sẽ phải có một cái trái tim ấm. Nãy giờ chúng ta nói về trái tim ấm khá là nhiều từ đầu chương trình đến giờ, đúng không quý vị? Thế thì trái tim ấm nó nằm ở đâu? Trái tim ấm nó nằm ở chỗ là khi bạn đã thấy được thân chủ mình sai thì bạn vẫn phải sử dụng hết tất cả những cái kết nối thuộc về tình người á, để bạn có thể làm cho người ta vẫn được cảm thấy an toàn. Và dù cho họ có chấp nhận cái sai của họ, vẫn là một cái chấp nhận rất là tự nguyện và với một cái tâm thế yên tâm. Là tôi biết tôi sai đó, nhưng mà cái sai này có thể sửa được và tôi không nên sai tiếp. Và đặc biệt là tôi cảm thấy rất là yên tâm khi tôi trao gửi cho luật sư một cái gọi là một cái chức năng, đó là bảo vệ cái quyền lợi công dân của mình. Dạ, cảm ơn chị Tô Nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua thêm tình huống thứ hai. Đây là một tình huống mà liên quan đến một chút xíu nguy hiểm trong nghề. Khi chúng ta hành nghề, chúng ta đang là người bảo vệ quyền lợi cho một bên và đi bác bỏ quyền lợi của một bên còn lại. Đôi khi đó là một cái tiềm ẩn rủi ro cho nguy hiểm của chính bạn. Và tôi đã từng có một cảm giác như thế này trong quá trình hành nghề. Nên bây giờ tôi xin phép được hỏi bạn để xem cái cảm nghĩ và cách bạn chia sẻ như thế nào liên quan đến cái sự việc này. Là trong quá trình tham gia giải quyết một vụ việc, bạn nhận ra có khả năng có những người gây nguy hiểm cho mình thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Dạ, đây là một câu hỏi em rất là thích. Tại vì cái bản thân của em á, em luôn luôn muốn kích thích được cái sự nguy hiểm để mình có thể tái tạo được cái năng lượng để bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ gia đình hoặc là bảo vệ xã hội. Thì cho nên á, đây là cái chủ đề mà nói về sự nguy hiểm của ngành nghề luật sư á, thì em cũng đã tìm hiểu qua một chút ít. Là theo em sẽ bổ trợ cho bản thân mình những kỹ năng sống hay là những kỹ năng để phòng thủ cho bản thân khi mà mình gặp được những sự cố nguy hiểm hoặc là có gì nguy hiểm sau lưng mình, thì em sẽ cố gắng trau dồi thêm cái điều đó. Cảm ơn bạn Thịnh. Nhưng mà bây giờ trong câu hỏi này mình sẽ
đi sâu vào cái vấn đề giữa mình và người được mình bảo vệ. Thì trong trường hợp này, nếu mà xảy ra cái trường hợp mà có khả năng gây nguy hiểm cho mình, thì Thịnh có muốn tiếp tục tham gia vụ việc này, hay là Thịnh sẽ vì quá nguy hiểm đi, Thịnh sẽ từ chối cái sự việc này? Dạ, em sẽ tiếp tục. Tại vì đối với em á, đạo đức nghề nghiệp là chuyện mình cần phải làm, thì bắt buộc em phải đi đến cùng với họ. Mặc dù em không biết khi mà mình khởi án một vụ kiện mình có thắng hay là thua, nhưng mà em sẽ cố gắng hết chính khả năng của mình, những cái sự hiểu biết, những cái sự học hỏi của mình, để em cố gắng giúp đỡ cho họ đi đến cùng, chứ em sẽ không dừng lại. Cảm ơn bạn Thịnh, một câu trả lời rất là chính xác. Dạ, mình đi tiếp một cái câu đó đi. Bây giờ Trinh cũng xí, Trinh cũng muốn thử hỏi một câu hỏi mà Trinh cũng thắc mắc lắm nha. Không biết là cả luật sư Khoa và cả Thịnh sẽ nghĩ như thế nào về trường hợp này. Chắc chắn là mọi người cũng đã xử lý rất là nhiều những vụ ly hôn phải không ạ? Thì Trinh tò mò là đối với một vụ ly hôn á, thì thí dụ như là việc mà người phụ nữ vừa có sự độc lập quyết đoán về tài chính và vừa giành quyền nuôi con thành công thì mình không nói đi. Nhưng thí dụ bây giờ là đứa con còn quá nhỏ nhưng mà người vợ thì không có thu nhập, cũng không có khả năng kiếm tiền về lâu dài. Thế thì chúng ta phải xử lý như thế nào ạ? Thịnh nghĩ sao? Đây là một câu hỏi nó cũng khá là thiên về cảm xúc của em. Tại vì ba mẹ em cũng ly hôn, và cũng xảy ra vấn đề là ba mẹ kiểu muốn tranh quyền nuôi con. Thì nên thành ra cái nên thành ra cái đối với em muốn điều trước tiên làm luật sư là em muốn cố gắng hòa giải cho đôi vợ chồng đó, để cho đứa trẻ có một tuổi thơ thật là tốt, không phải là xa cha hoặc là xa mẹ. Nên em sẽ cố gắng, điều đầu tiên em sẽ hòa giải. Còn điều thứ hai, nếu mà không hòa giải được thì em sẽ lắng nghe đứa trẻ đó, con muốn gì và con muốn ở với ai. Và điều thứ ba, em sẽ chia sẻ cho đứa trẻ hiểu là chuyện ba mẹ của con là như vậy thì con phải chấp nhận, và con sẽ cố gắng sống thật tốt, học thật giỏi, sau này con sẽ trở thành một người tài để giúp ích cho đất nước của mình. Dạ anh xin hứa. Thịnh Anh, ký ức năm đó của em còn rất là rõ ràng, những điều đó đã để lại trải nghiệm gì cho em? Năm đó thì mình có nhờ đến luật sư không em, hay là gia đình đã tự em thấm giải quyết, hoặc là mọi thứ đã không suôn sẻ? Gia đình em không nhờ luật sư. Chính vì không nhờ luật sư nên thành ra nó tồn động trong quá khứ của em là nỗi đau và tổn thương. Nếu mà thời điểm đó mà có luật sư giúp đỡ em về mặt tâm lý, có lẽ em đã không trải qua cái cảm xúc mà đối với em hiện tại giờ em nghĩ nó rất tệ. Dạ, có thể đó là một lý do tiềm thức để mà bạn quyết tâm trở thành một luật sư, và không chỉ là bảo vệ cho kẻ yếu mà còn có thể phân tích tốt về lý lẽ để chúng ta chuẩn bị tốt tinh thần và không ai bị tổn thương cả trước một cái sự mất mát. Thì luật sư Khoa ơi, trước những chia sẻ thật lòng và trong trường hợp thực sự của Phan Thịnh, thì anh có suy nghĩ gì về những vụ tương tự ạ? Trước tiên thì xin phép được chia sẻ với bạn Thịnh về cái sự việc của bạn. Và đối với sự việc của bạn thì hoạt động hành nghề luật sư tiếp xúc rất là nhiều, và điều đầu tiên luật sư trăn trở khi mà tiếp xúc những vụ việc này là làm sao để đảm bảo quyền lợi cho đứa bé, làm sao để đứa bé phát triển một cách bình thường, có cha và mẹ. Đó là điều luật sư cần phải nói trước để cha và mẹ biết, hiểu vấn đề. Sau khi chúng ta đã chia sẻ hết được những vấn đề đó mà cha mẹ vẫn quyết định là ly hôn vì không thể nào sống chung với nhau được, thì chúng ta mới bắt đầu xem xét đến những cái điều kiện sống của đứa bé như thế nào, ở với ai là tốt nhất, thì khi đó chúng ta mới bắt đầu công việc pháp lý của mình. Trong trường hợp mà bạn MC Liên Hà Trinh đưa ra thì tôi có một cái đánh giá, đối với người mẹ không có kinh tế, không có điều kiện nuôi con, nhưng mà xem xét người cha có đủ điều kiện nuôi con hay không, và phải xem xét đến cái mong muốn và nguyện vọng của đứa bé muốn ở với ai. Khi đó ta mới có một cách nhìn tổng quan và mới có thể chia sẻ được trong trường hợp này là giải quyết như thế nào nó là hợp lý nhất. Dạ, cảm ơn luật sư Khoa. Như vậy thì với những chia sẻ của Thịnh á, Trinh thấy là bạn ấy có rất nhiều những kinh nghiệm cá nhân, và dẫn đến việc khi mà giải quyết cái câu hỏi này cũng rất là gần với mong muốn của một luật sư. Như thế này đã đủ tố chất trở thành một luật sư chưa ạ?
Về cơ bản là đã có một phần tố chất của luật sư khi mà bạn tham gia vào xử lý trong tình huống này. Bạn đưa ra được nhiều vấn đề, thấu hiểu được tâm sinh lý của cái điều mà bạn cần chia sẻ với khách hàng. Ngay thời điểm họ nóng giận, họ không nhận ra. Họ có thể vì không thể sống chung với nhau được, có thể bỏ mặc con cái. Nhưng những lời nói của bạn, những chia sẻ của bạn, đôi khi họ sẽ nghĩ lại cái sự việc họ cần phải làm gì để tốt cho con cái của họ sau này. Dạ, vậy thêm một thử thách nữa nha. Bạn Thịnh có muốn một cái thử thách nâng cấp nữa không nào? Dạ, em luôn sẵn sàng. Bây giờ xin phép ba sẽ đưa ra cho bạn Thịnh một thử thách có thể liên quan đến vật chất một chút xíu. Trong trường hợp bạn có cơ sở khẳng định rằng là khách hàng của bạn vi phạm pháp luật, có đủ tài liệu, chứng cứ và những lời trình bày của khách hàng của bạn, nhưng khách hàng của bạn sẵn sàng trả cho bạn một khoản tiền rất là lớn để yêu cầu bạn làm bằng mọi cách, làm những phương cách đúng pháp luật và sai pháp luật để họ vượt qua được cái sự việc này, thì đối với bạn, bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Lại một lần nữa em xin được nhắc đến về vấn đề là đạo đức nghề nghiệp. Thì đối với bản thân của em á, là em sẽ không nhận cho dù cái khoản tiền nó lớn cỡ nào. Cho mà sở dĩ trường hợp em bất đắc dĩ em phải nhận, thì em sẽ làm đúng theo pháp luật và để em sẽ cố gắng giảm cái sự nghiêm trọng thấp nhất có thể. Còn mà nói em có thể là lách luật thì chắc em sẽ không làm. Với cái lương tâm hiện tại của em không cho phép bản thân mình làm được như vậy. Dạ, cảm ơn bạn. Đó là tư duy của một luật sư tương lai ha. Ví dụ như mà trong một cái trường hợp đưa ra thì bạn lại chắc chắn là chọn chính trực rồi, nhưng mà bạn vẫn còn suy nghĩ được là chúng ta sẽ giảm thiệt hại đến mức tối thiểu cho người đã yêu cầu sự giúp đỡ bảo vệ từ luật sư. Thì em thấy là bạn này có nhiều tiềm năng, phải không luật sư Khoa? Anh thấy như thế nào? Đúng rồi đó, đúng rồi đó em xin ạ. Bởi vì khi mà chúng ta rơi vào hoàn cảnh này thì đôi lúc chúng ta lại phân vân giữa vật chất và cái đạo đức nghề nghiệp của chúng ta. Nhưng nếu mà là một luật sư vững thì chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua được những cái đòi hỏi vật chất này. Bởi vì mình hiểu được những cái đòi hỏi vật chất này nó là vi phạm pháp luật, không thể nào thay đổi được. Đây là một trong những quy tắc mà trong bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề luật sư quy định. Đó là đảm bảo quy tắc độc lập, trung thực và tôn trọng sự thật khách quan. Và bạn Thịnh đang giải quyết một vấn đề đúng như cái quy tắc mà luật sư phải tuân theo. Chúc mừng bạn Thịnh. Dạ. Vâng, xin cảm ơn luật sư Khoa. Riêng Thịnh sau khi trả lời xong vài tình huống từ cơ bản cho đến hơi riêng tư, thì bạn nghĩ rằng là mình đã nhận ra được điều gì từ nghề luật sư ạ? Em cảm nhận là cái đầu tiên là khó, rất khó. Đối với em rất sợ những cái con số. Nhưng mà khi mà luật sư thì bắt buộc mình phải nhớ những cái điều khoản, những cái nghị định của chính phủ. Đó, điều đó đối với em là khó nè. Dạ, còn điều thứ hai là giữa lý trí và con tim mình phải cứng, không để lý trí và cảm xúc nó lẫn được. Với lại cái tư duy của bản thân của mình á, em cho rằng là phải trau dồi rất nhiều. Và cộng thêm kỹ năng sống, mình cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều về những thông cảm này cho nghề luật sư và cả sự thấu hiểu về việc cầu tiến trong nghề nữa. Chị Tô Nhi A có đồng ý những quan điểm này và chị có góc nhìn như thế nào về nghề luật sau những chia sẻ của anh Khoa? Rất là cảm ơn cái phần đặt ra thử thách liên tục từ Khoa và Liêu Hạ Trinh dành cho bạn Thịnh, nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Thực ra cái điều ấn tượng nhất trong cái phần vừa rồi á, mà mình quan sát thấy á, thưa quý vị khán giả, mọi người biết đó là gì không? Đó là cái sự minh bạch. Thực ra mình rất là ấn tượng với một cái tiểu tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái này nó đã trở thành một phản xạ tự nhiên rồi. Đó là ngay trước khi Khoa đưa ra một thử thách nào đó cho Thịnh, Khoa đều nói rất rõ rằng là tôi đang đưa thử thách cho bạn dựa trên cái gì. Và Khoa luôn rất rõ ràng, chúng ta sẽ có một thử thách đến từ cái bộ quy tắc ứng xử của luật sư nha. Thì đó là cái điều đầu tiên mà mình nghĩ rằng là cái giá của cái việc là bạn theo đuổi một cái nghề và sau đó bạn bắt đầu có những cái tố chất phù hợp với nghề hay không, nó nằm ở chỗ là nó trở thành một cái điều nó nhẹ như hơi thở trong hành vi của bạn. Cái thứ hai đó là đúng là Thịnh đã nhận ra một vấn đề rất là lớn ở bản thân là em phải trau dồi nhiều lắm. Đúng là lửa nó chưa đủ mọi người ạ. Muốn lửa nó cháy tiếp mà chúng ta phải có nguyên liệu nữa. Chúng ta phải ngay lập tức là có rất là nhiều những cái nguyên liệu đốt nóng được cung cấp liên tục thì lửa nó mới cháy tiếp được. Thế thì những cái nguyên liệu ở Thịnh đó đúng quả thực đó là một cái quá trình đào tạo bài bản hơn và hiểu rõ hơn về nghề luật sư. Bởi vì bạn đam mê có, bạn quan tâm có, nhưng mà gọi là mọi cái xử lý của Thịnh nãy giờ chúng ta sẽ thấy là bạn đó sẽ sử dụng cái trải nghiệm cá nhân để xử lý.
điều này nó không sai với cái cương vị của Thịnh ngày hôm nay, bởi vì ủa tôi chưa làm nghề mà. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái gì, Thịnh ao ước có một luật sư hỗ trợ em nếu như ngày xưa trong cái trải nghiệm tuổi thơ đó. Thì thực ra cái người mà phải làm việc đó lại không phải luật sư. Luật sư có thể làm việc đó, nhưng cái người đi đúng mà đi làm cái việc đó là nhân viên công tác xã hội. Nhưng mà một luật sư thì phải có được những cái tác động đến tâm lý khách hàng là đúng rồi. Cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ hai là em sẽ hỏi coi đứa nhỏ nó chịu ở với ai. Thì đúng là phải theo đúng cái nguyện ý của đứa trẻ. Nhưng mà có những cái trường hợp ly hôn á, các bạn biết không? Đứa nhỏ nó mới có 1 tuổi rưỡi à, thậm chí đứa nhỏ nó mới có mấy tháng à, rồi nói chuyện với nó kiểu gì? Cho nên là luật người ta rất là minh bạch. Luật người ta rất là minh bạch là trẻ bao nhiêu tuổi, dưới bao nhiêu tuổi thì gọi là cái quyền phán quyết đó nó sẽ được dựa trên những cái điều kiện mà luật sư Khoa đã nói, đó là những cái điều kiện về vật chất, những cái điều kiện về bối cảnh chăm sóc nuôi dạy trẻ. Để từ đó chúng ta sẽ có những cái phán quyết. Và đặc điểm một cái điều thứ ba đó là gì? Đó là Thịnh vẫn là một trái tim nóng. Hiện giờ thì cái trái tim nóng của Thịnh nó nhiều hơn cái đầu lạnh một tí. Và cái đầu lạnh đó nó sẽ có khi mà chúng ta theo đuổi một cái quá trình đào tạo chuyên nghiệp và một cái trải nghiệm nghề nghiệp đủ lâu thì tự biết là lạnh chỗ nào thôi. Dạ, cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đã làm sáng rõ vấn đề và bổ sung cho những quan điểm hết sức minh bạch và rõ ràng của luật sư Khoa. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghỉ lao trong ít phút trước khi đến với phần đối chất trực tiếp giữa bạn Thịnh và luật sư Khoa để chúng ta làm rõ hơn về nghề luật nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chuyên mục Hành Trình Kết Nối trong chương trình 1 giờ hoán đổi. Và vừa rồi bạn Phan Thịnh đã thử thách để mà trở thành một luật sư qua những tình huống mà luật sư Khoa đã chia sẻ. Còn bây giờ thì không biết là Thịnh có thể chia sẻ ngược trở lại với luật sư Khoa về những điều mà bạn trăn trở không? Dạ, thì em xin phép được hỏi luật sư là trong trường hợp mà mình thụ lý một vụ án mà bên mình thụ lý mà không đủ nhân chứng, vật chứng thì mình sẽ phải làm sao ạ? Trong trường hợp mà mình thụ lý một vụ án mà không đủ nhân chứng, vật chứng thì trách nhiệm của luật sư phải tìm hiểu những cái nhân chứng vật chứng đó có hay là không có. Nếu có thì tìm cách nào để trích lục và tìm kiếm được nó. Còn trong trường hợp không có thì sự việc nó sẽ diễn ra như thế nào? Dạ, tức là không có phải ráng tìm cho có chỗ nào mà có còn không, chứ không được bỏ cuộc phải không luật sư? Em xin được phép mà hỏi luật sư thêm một câu là như thế nào gọi là đạo đức nghề nghiệp của một luật sư ạ? Đạo đức nghề nghiệp đối với ngành nghề nào cũng vậy, chúng ta đều phải tuân theo những cái quy tắc ứng xử nghề nghiệp của ngành nghề đó. Và đối với riêng luật sư, đạo đức nghề nghiệp là những bộ quy tắc quy định những cái mà luật sư phải ứng xử như thế nào là phù hợp nhất đối với khách hàng, đối với đồng nghiệp, đối với những cơ quan nhà nước, và nói chung là tất cả những người mà luật sư phải tiếp xúc. Và trong đó nó có những quy định rất là cơ bản và cần phải hiểu rõ, đó là luật sư là một nghề cao quý, là phải có sứ mệnh bảo vệ công lý và công bằng xã hội và tuân theo quy định của pháp luật. Dạ, rất ngắn gọn và minh bạch à. Còn điều gì em thắc mắc được không Thịnh? Dạ, em xin được phép hỏi luật sư là đã có trường hợp nào mà luật sư đã nhận một vụ án đó nhưng mà mình không thể nào tiếp tục được cái vụ án đó, tại vì đơn cử là mình có thể là biết chắc điều đó là khi mà mình thụ lý vụ án đó mình sẽ thua, thì mình sẽ phải làm sao? Trên thực tế thì luật sư nhận rất là nhiều vụ án. Đối với những vụ án có những cái tình tiết pháp lý thì chúng ta có thể đánh giá được xem là nó đúng hay sai, và cái khả năng chúng ta có thể bảo vệ quyền lợi của khách hàng của chúng ta đến đâu. Khi mà nhận ra chúng ta thấy hồ sơ là chưa đúng và khách hàng chúng ta là sai thì chắc chắn đặt nghề nghiệp của luật sư cần phải tư vấn cho khách hàng chúng ta biết sai ở mức độ nào, cần phải chấp nhận ở mức độ nào và cần phải có phương án như thế nào để xử lý, để giảm thiểu, hạn chế những thiệt hại đối với những cái sai đó. Dạ, yeah, em cảm thấy là mỗi câu hỏi của Thịnh đó thì luật sư Khoa đã trả lời giống như là chúng ta đang có một cái trích dẫn cụ thể trong một cái văn bản á chị Tô Nha, và mình sẽ luôn luôn rất là rõ ràng. Sao chị nghĩ sao? Chị xin hỏi á, xin phép chương trình, đây sẽ là một cái câu hỏi mà mình không dành cho riêng luật sư Khoa mà mình muốn dành cho cả hai bạn luôn. Thì Thịnh, em sẵn sàng không? Sẵn sàng chị.
tại cũng sẵn sàng à? Dạ, tại vì cái phần này á là theo quyền lợi là Thịnh được hỏi thôi, Thịnh không cần trả lời. Cho nên bây giờ mình đề nghị bạn đó trả lời là mình phải hỏi coi bạn đó có nguyện ý không, bạn đó có tự nguyện thú không. Thú vị đây ạ. Như vậy thì bây giờ mình sẽ có một câu hỏi dành cho cả hai nha. Mình giả định ra một trường hợp, bạn đang theo đuổi một cái vụ kiện cùng với thân chủ của mình và kết quả là bạn thua kiện. Vậy thì bây giờ mình muốn hỏi cả hai bạn lần lượt, hai người trả lời giùm mình một ý thôi. Đó là nếu như chúng ta trải qua một cái sự vụ như vậy và chúng ta kết quả là chúng ta thua kiện, thì cho hỏi rằng là với hành trình làm nghề của một luật sư, theo các bạn thì cái sự thua kiện đó nó có cái gì đó có lợi cho cái hành trình theo đuổi nghề nghiệp hay không? Cái giá trị nó có hay không đối với sự nghiệp của mình? Đó là câu hỏi. Và bây giờ thì mình sẽ nhờ tấm chiếu mới trả lời trước, mặc dù là chơi kèo này thì nó hơi kỳ với Thịnh. Dạ, em xin được phép trả lời á. Đối với bản thân em á, nếu mà em xử lý một vụ án mà bị thua kiện, với em thì nó là một bài học chứ không ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tại vì cơ bản mà thất bại là mẹ của thành công, cho nên là em thấy đó là một lần trải nghiệm khi mà mình thua. Mình biết mình ở đâu, mình ăn ở vị trí nào, nên mình cần phải cố gắng tập trung, mình học hỏi thêm nữa để sau này sẽ không bị dính lại những trường hợp mà mình cố gắng để cho thân chủ mình không bị thua nữa. Dạ, cảm ơn Thịnh. Luật sư Trần Khoa có nghĩ như vậy không ạ? Rất cảm ơn câu hỏi của chị Tô Nhi Ha. Thực sự đối với việc thua kiện á, là một thuật ngữ thôi, đó là điều chúng ta không mong muốn. Đối với một vài sự việc, chúng ta hiểu được vấn đề, khi mà chúng ta tiếp tục, có khả năng chúng ta sẽ không được tòa án chấp nhận cái yêu cầu của chúng ta, có khả năng sẽ bị bác bỏ tất cả những yêu cầu của chúng ta. Và trách nhiệm của luật sư là phải biết chia sẻ với người bị kiện, với khách hàng của mình, làm sao để họ hiểu trong trường hợp này mức độ sẽ là như thế, để cho họ cảm thấy được chúng ta làm hết khả năng của mình. Dạ. Thế thì em cũng hỏi một câu luôn, em cũng tranh thủ ké chị Tô Nhi A một câu để mình làm rõ. Ví dụ trong một vụ kiện á, thì cái kỹ năng tra cứu các câu hỏi và đặc biệt là tra cứu những cái hồ sơ vụ án và cả những cái dẫn chứng này, thì nó có khó khăn lắm hay không, và làm cách nào để chúng ta nhanh chóng được thao tác này? Và điều thứ hai là cái việc đặt câu hỏi trong từng vụ kiện á, nó được diễn ra theo quy tắc nào ạ? Cảm ơn câu hỏi của MC Lưu Hoài Trinh. Thì trên thực tế, cái việc tra cứu văn bản pháp luật là cái việc mỗi luật sư đều phải có một cái phương pháp tra cứu nó hợp lý và logic nhất. Như băn khoăn của bạn Thịnh hồi nãy là làm sao để học thuộc được những cái điều khoản của luật, làm sao được biết được nó ở đâu. Chúng ta không thể nào học thuộc được, ngay cả luật sư cũng không thể nào học thuộc được từng điều khoản quy định như thế nào, mà chúng ta phải hiểu được những cái vấn đề cơ bản của điều luật đó là quy định về những cái vấn đề gì. Chúng ta chỉ cần hiểu đã có quy định đó và nó sẽ nằm ở đâu, và khi đó chúng ta sẽ dựa vào cái khả năng tra cứu của mình mới sẽ biết được đối với những cái quy định này nằm trong điều luật này, thì chúng ta chỉ cần mở cái điều luật đó ra và coi cái phần mục lục thì chúng ta có thể biết được cái điều luật đó nói cái gì. Về phương pháp tra cứu thì hiện tại bây giờ thì thời đại 4.0 thì trên mạng có rất nhiều trang web để chúng ta có thể tra cứu những cái văn bản vi phạm pháp luật, bao gồm những cái trang web của chính phủ, trang web của những đơn vị mà có chức năng và có thể tra cứu. Chúng ta có thể lên trên đó đăng ký thành viên và khi đó chúng ta có thể tra cứu một cách rất là dễ. Dạ, và còn cái phương pháp đặt câu hỏi thì như thế nào ạ? Về phương pháp đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi để cho phía bên khách hàng của mình trả lời những câu hỏi mà mình đang thắc mắc. Nhưng mà trước tiên để có thể đặt được câu hỏi thì một luật sư cần phải lắng nghe tất cả các ý kiến cũng như sự trình bày của khách hàng của mình. Khi đó chúng ta mới có thể biết được những điểm mấu chốt còn thiếu khuyết trong những lời trình bày của khách hàng. Khi đó chúng ta mới có định hướng hỏi như thế nào để làm rõ được sự thật. Hỏi cái này đúng không? Cái này có không? Dạ, cảm ơn luật sư. Như trong trường hợp thí dụ luật sư là người đã có bề dày kinh nghiệm thì luật sư hiểu rõ luật, vậy mình tranh thủ mình lách luật một tí để mình hỗ trợ cho thân chủ mình có được không ạ? Trên thực tế, cái từ ngữ lách luật là cách nói chung và cách hiểu của đại đa số chúng ta hiểu, đó là biết luật mà làm sai luật. Nhưng theo quy định pháp luật thì khi đã biết luật làm sai luật thì chắc chắn một ngày chúng ta sẽ
bị xử lý theo những quy định pháp luật đó. Bởi vì cái thuật ngữ mà lách luật là luật sư thường rất là nghe rất là nhiều từ các khách hàng. Khi mà họ tới, họ gặp những vấn đề rất là nan giải, họ sẽ hỏi luật sư. Câu đầu tiên, làm sao để lách luật được luật sư? Và cái phản ứng đầu tiên của luật sư là luật sư không thể nào giúp bạn là làm trái quy định pháp luật. Luật sư cần sự trình bày của bạn để làm sao luật sư hiểu rõ cái vấn đề của bạn đang vướng mắc là như thế nào để có những phương án, có những định hướng cho bạn làm đúng như quy định của pháp luật. Dạ, cảm ơn luật sư rất ngắn gọn, minh bạch và rõ ràng khúc chiết ạ. Bạn Thịnh ơi, khi mà bạn nghe luật sư Trần Khoa chia sẻ thì bạn có bị lung lay không về những suy nghĩ ban đầu của mình và bạn có bổ sung thêm những quan điểm nào không? Dạ, khi em nghe luật sư nói thì đối với bản thân em có một chút lung lay nhẹ. Tại vì em chỉ tiếp xúc được cái vẻ bề ngoài của luật sư thôi, mà khi mà em nghe luật sư trình bày về cái khía cạnh bên trong, wow, em thấy nó thật là khó. Nghề luật sư không phải ai làm cũng được à. Tại vì nó là một cái lĩnh vực về kiến thức rất nhiều, rất rất nhiều. Nó bao gồm mọi việc về cả tâm lý, về kiến thức, về trí tuệ. Thì với em thì chắc có lẽ là em không đủ tư duy và đủ kiến thức. Ủa, lửa lòng lại là chập chờn rồi. Một chút lung lay rồi. Tại vì so với cái độ tuổi hiện tại của em thì chắc em bị hơi già rồi à. Dạ, em là em cũng khó là quay lại. Dạ. Dạ. Nhưng mà em có thích không khi hôm nay mình thể hiện trong phần thử thách một giờ hoán đổi? Dạ, thì em cũng đã thực hiện được cái ước nguyện của mình rồi, cho nên em rất thích. Em ước được một lần làm luật sư thì rõ ràng thông qua chương trình một giờ hoán đổi thì nhờ như vậy em đã được hóa thân vào luật sư. Nghề này thật là tuyệt vời à. Nhưng mà làm lần thứ hai thì em làm không? Để suy nghĩ ạ. Chị Tô Nha thông qua câu trả lời này của Thịnh, chị thấy điều gì ạ? Có khá là nhiều điều thú vị trong cái lần thứ hai khi mà chúng ta đổi vai trò hỏi đáp. Chúng ta bắt gặp những cái chất liệu mà Thịnh hỏi luật sư Khoa là anh ơi, rủi thua kiện rồi làm sao? Rồi anh ơi, bây giờ làm sao để mà mình nhớ được điều luật? Rồi bây giờ làm sao để mình có thể là có đầy đủ nhân chứng, vật chứng? Thực ra nó phản ánh rất là rõ một cái vị thế là chưa chạm vô nghề. Chưa chạm vô nghề cho nên cảm thấy những cái chuyện đó trời ơi, nó áp lực lắm, nó khó quá. Nhưng mà nghề sẽ rèn bạn. Và đối với câu chuyện nghề nghiệp thì ông bà mình còn một câu rất là giá trị nữa, đó là nghề dạy nghề. Và cái câu nghề dạy nghề này nó cho chúng ta thấy ngay trong cái câu trả lời khi mà mình cùng với Liêu Hà Trinh đặt ra câu hỏi cho Khoa và Thịnh á. Khi mà mình nói ủa bây giờ thua kiện thì sao? Hoặc là bây giờ làm sao để có những cái kỹ thuật nghề nghiệp? Có nghĩa là ngay cả khi mà chúng ta không có được cái kết quả đẹp như mơ của một cái vụ kiện thì chúng ta cũng có một cái kết quả. Cái kết quả đó nó vẫn hướng tới một cái thiệt hại thấp nhất có thể dành cho thân chủ. Và chúng ta có thêm một cái trải nghiệm nghề nghiệp mà trường học không dạy cho bạn được. Còn chốt lại ở phần này thì chị chỉ nhắc Thịnh một xíu thôi. Em ơi, đừng có tự đóng khung, đừng có chứa mình lại trong một cái độ tuổi rồi nói là mình già. Mê thì tới em, có điều là cân đo đong đếm, tới với cái gì thì thôi mình chọn. Nhưng mà đúng là mình sẽ trễ hơn ta một xíu thì mình đi sau ta một chút. Nhưng mà mình tăng tốc lên thì biết đâu cái điểm dừng cuối cùng chưa chắc là ai tới sớm hơn ai đâu. Cho nên nếu thích thật sự thì yeah, mạnh mẽ lắm. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất chân thành và nhiệt tình của tiến sĩ Tô Nha. Và thưa quý vị, thông qua những chia sẻ của chuyên gia tâm lý và đặc biệt là sự góp mặt của luật sư Nguyễn Trần Khoa và bạn Thịnh, chúng ta đã thấy được một câu chuyện qua những cái cung bậc cảm xúc khác nhau, những cái bàn cân vừa lý trí vừa cảm xúc, vừa đạo đức nghề nghiệp và giữa quyền lợi, giữa người thân và giữa những người mà đang cần sự giúp đỡ, kẻ yếu thế. Tất cả như là một ván cờ mà từng nước đi phải thật chính xác theo quy chuẩn của pháp luật. Điều này rất thú vị phải không? Mà mong rằng chúng ta sẽ thấy được cả những ưu điểm và đặc biệt là những khó khăn mà nghề luật sư đã phải trải qua. Xin trân trọng cảm ơn luật sư Khoa đã cống hiến hết mình cho nghề luật và giúp cho chúng ta có thể bảo vệ được công lý. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Thông qua chương trình, chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng ba lô vali túi sách cao cấp Sapos đã cùng đồng hành với chương trình vào mỗi 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
luật sư thì đó là mơ ước của em, nhưng hiện tại thì em không thể thực hiện được. Cho nên thông qua chương trình 1 giờ hoán đổi, em muốn được thực hiện ước mơ của mình. Tại vì em thấy luật sư rất là ngầu, rất là đanh thép, mà nói ra câu nào là phải chắc câu đó. Và với khả năng em cho rằng em có thể hoạt ngôn được, thì em nghĩ là ước mơ của em sắp tới sẽ thành hiện thực.